Xin chào tất cả các bạn học viên học vẽ AutoCAD, rất vui mừng gặp lại các bạn. Trong cái video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn khám phá một bí mật về AutoCAD phần 1. Thế thì AutoCAD có điều gì bí mật mà chúng ta cần phải khám phá? Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn hé lộ cái bí mật phần 1 trong AutoCAD. Thì thông thường các bạn quan sát ở đây chúng ta có một cái hình vẽ như này đúng không ạ? Thông thường các bạn thấy cái hình vẽ này có đầy đủ các thông số kích thước mà có thể thừa các thông số kích thước. Thì chúng ta quan sát vào các thông số kích thước có trong cái bản vẽ này để chúng ta vẽ. Thông thường các bạn quan sát hình vẽ này, với cái bản vẽ này thì tôi chỉ dùng hai lệnh, đó là line và vẽ hình tròn là xong, đúng không ạ? Thế thì rất nhiều người sử dụng cái phương pháp này là chúng ta sẽ gì, trông kích thước, sử dụng các lệnh và vẽ. Và các bạn học ở cái trường, thầy cô cũng dạy các bạn điều này, và tôi cũng làm video hướng dẫn các bạn điều này. Nhưng ngày hôm nay hoàn toàn khác, các bạn sẽ khám phá bí mật AutoCAD phần 1. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn không sử dụng cái cách thông thường nữa, mà chúng ta sử dụng một cách bí mật. Các bạn sẽ thấy kết quả ngay bây giờ. Rồi các bạn không phải chờ lâu, tôi sẽ vén màn bí mật của AutoCAD phần 1 cho các bạn quan sát. Các bạn học viên tập trung chú ý ở dòng comment. Tôi quay về dòng comment, các bạn quan sát này. Rồi, các bạn nhìn thấy nào, chúng ta đã xuất hiện một cái hình vẽ giống hệt với cái hình vẽ phía bên trên, đúng không ạ? Có đầy đủ các thông số kích thước như trên. Tôi sẽ kiểm tra nhé, DLI này. Các bạn, tôi cần kiểm tra hai thông số kích thước thôi. Tôi sẽ kiểm tra các bạn này, DLI, Enter này. Các bạn kiểm tra xem kích thước này có đủ 120 không? Đủ 120 đúng không ạ? Tương tự, kích thước bên cạnh có là 44 thôi, đúng 44 ạ. Thế làm thế nào để chúng ta vẽ được cái hình này, đúng không ạ? Thì các bạn quan sát cái bí mật của AutoCAD. Đấy, tôi sẽ kéo cái dòng này lên trên này, các bạn nhìn, kéo lên trên. Đó. Kéo lên trên. Đấy. Cho các bạn nhìn. Rồi, tôi tiếp tục lăn lên trên. Rồi, chúng ta nhìn. Chúng ta thấy có cái đoạn thẳng AB đây đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ dùng cái lệnh L này, AB này, đúng không ạ? BC này, CD này, AB, BC ở đâu? Đấy, các bạn nhìn đây, đúng không ạ? Tôi có các tọa độ, tọa điểm. Rồi, tôi kéo lại, AB này, các bạn nhìn thấy AB này. Đó. Đó, đầu tiên là OA này, AB này. Tiếp tục BC này, đúng không ạ? BC, CD, tương tự DE, đúng không ạ? Và EO. Thế làm thế nào để chúng ta thực hiện được cái cú pháp sử dụng một lần mà ra cái hình vẽ đấy, đúng không ạ? Thì hôm nay tôi sẽ vẽ cái màn bí mật của AutoCAD cho các bạn học viên học vẽ AutoCAD. Màn bí mật phần 1. Wow. Bí mật này sẽ được thực hiện ngay bây giờ. Các bạn tập trung quan sát, tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ được hình vẽ này không cần sử dụng kích chuột trên màn hình AutoCAD mà chúng ta vẫn vẽ được. Rồi, để hiểu được điều này thì các bạn sẽ quan sát, tôi sẽ trình bày vấn đề. Đầu tiên đó là hệ trục tọa độ tuyệt đối. Thì tôi sẽ tập trung vào cái hình này. Sẽ hướng dẫn các bạn thế nào là hệ trục tọa độ tuyệt đối trong AutoCAD. Thì thông thường các bạn quan sát cái màn hình AutoCAD hoặc tất cả các màn hình đồ họa của chúng ta ấy, đều có cái hệ tọa độ x. Đây là điểm O này, y. Đấy, x y này. Đây là hệ tọa độ thông thường mà các bạn học ở phổ thông, chúng ta đã gặp cái hệ tọa độ x o y. Và các bạn quan sát cái màn hình bên này, tôi sẽ có cái tọa độ x o y. Thế thì theo cái quy tắc hình học, hệ tọa độ tuyệt đối trong cái trường học phổ thông các bạn ấy, thì khi tôi có cái tọa độ hệ tọa độ là x, o và y, thì ở góc phần tư thứ nhất x sẽ mang giá trị dương, góc phần tư thứ nhất y sẽ mang giá trị dương, nhưng sang góc phần tư thứ hai thì các bạn thấy là x sẽ mang giá trị âm, y mang giá trị dương. Ở góc phần tư thứ ba x mang giá trị âm, y mang giá trị âm, và góc phần thứ tư x dương, y âm, đúng không ạ? Chúng ta phải biết cái quy tắc này. Và quy tắc này các bạn được học trong phổ thông, và ngày hôm nay tôi sẽ chỉ nhắc lại cho các bạn thôi. Và các bạn sẽ thấy cái hiệu quả của hệ trục tọa độ tuyệt đối. Thế thì ở đây các bạn nhìn trục tọa độ x
Y nếu mà các bạn vẽ các hình vẽ phía bên này, đúng không? Thì chắc chắn sẽ mang giá trị gì? X, Y để mang giá trị dương. Ví dụ vẽ một cái đường thẳng phía bên này, thì tọa độ X, Y chắc chắn là sẽ mang giá trị gì? Dương. Ví dụ tôi ấn F8 này, tôi nhập điều chiều dài là 20, đúng không ạ? Đấy. Đây là cái đường thẳng chúng ta có chiều dài là 20. Thế thì bây giờ thay vì các bạn sẽ vẽ một đường thẳng chiều dài 20 này, thì các bạn chuyển sang cái cách thứ hai. Tôi sẽ thực hiện vẽ một đường thẳng với chiều dài 20 này, đúng không? Thì đầu tiên là các bạn dùng lệnh L và sau command L Enter. Thế thì cách hệ trục tọa độ tuyệt đối là có hai ý. Ý thứ nhất là luôn luôn so sánh với gốc XOY, lấy điểm gốc XOY làm chuẩn. Đây, tọa độ gốc này luôn luôn được làm chuẩn. Các bạn quan sát, chúng ta để tôi để vào cái tọa độ gốc này. Khi tôi để cái tọa độ gốc này thì các bạn thể hiện hai hàm số 0. Đấy, thì ở đây x bằng 0, y cũng bằng gì? 0. Đấy, các bạn quan sát, x bằng 0, y sẽ cũng bằng 0 luôn. Đấy, nếu chúng tôi để đúng cái tọa độ gốc thì các bạn nhìn x bằng 0, y cũng bằng 0. Đúng không ạ? Đấy, tọa độ gốc. Thì khi các bạn vẽ đối với hệ tọa độ tuyệt đối thì x bằng 0, y bằng 0 luôn luôn so sánh điểm gốc này làm gì? Làm chuẩn. Thì giờ tôi sẽ thực hiện này. À, điểm gốc này làm chuẩn rồi. Thì tôi muốn vẽ cái chiều dài là 20, thì các bạn nhập cái tọa độ điểm thứ nhất. Ví dụ tôi nhập tọa độ điểm thứ nhất có độ là 50,50. Thế thì nó cách gốc điểm thứ nhất cách gốc x bằng 50, y bằng 50, enter. Đấy, các bạn nhìn tọa độ gốc thứ nhất cách gốc này. Các bạn nhìn cách gốc đúng bằng 50, đúng không ạ? Đấy. Tôi để vào gốc này thì y bằng 50, đúng không ạ? Đấy. Cách gốc đúng bằng 50, đúng không ạ? Tọa độ điểm thứ hai. Giờ các bạn muốn có chiều dài là 20, đúng không ạ? Thì tôi nhập 50 x bằng 50 cộng thêm 20 nữa thì x phải bằng 70, đúng không ạ? Đấy. Tôi nhập giá độ x bằng 70. Chúng ta 70, đúng không ạ? Đấy, phải vẫn tọa độ y là 50. Các bạn nhập 50. Sau đó ta enter. Thì chúng ta sẽ đến một cái tọa độ điểm thứ hai. Và ở cái tọa độ điểm thứ hai này thì y của ta vẫn bằng 5 gì? 50. Tôi để về gốc. Khi các bạn để về gốc thì cái tọa độ x của chúng ta là 70, các bạn nhìn cái số 70 đúng không ạ? Khi để về gốc x bằng 70, y vẫn giữ nguyên giá trị là 5 gì? 50. Đấy. Giờ tôi thoát lại. Ở đây là C thoát lại. Thì các bạn thấy này, giờ tôi sẽ kiểm tra đo này. Kích thước D lấy enter. Tôi cũng vẽ được một đoạn thẳng có kích thước là 20, nhưng với cách cái gốc tọa độ của người ta là một đoạn là 50, x bằng 50, y bằng 50. Đây, các bạn có thể kiểm tra DLI này. Thứ nhất này, tọa độ điểm thứ nhất bằng 50 so với gốc. Tiếp tục này, bằng 50. Đó. Tọa độ điểm thứ hai, y vẫn bằng 50 nhưng x của chúng ta bằng 70. Tiếp tục tọa độ điểm thứ hai, 70 đây ạ. Đây là hệ trục tọa độ tuyệt đối. Thì khi các bạn vẽ một đường, vẽ một đường bất kỳ, thì chúng ta sẽ biết được cái tọa độ điểm khi các bạn vẽ một đường bất kỳ. Điểm truy bắt, các bạn truy bắt một góc này. Khi các bạn nhá, chúng ta nhớ này, khi chúng ta vẽ thì luôn luôn cái điểm tọa độ ấy thì luôn luôn lấy điểm gốc này làm chuẩn, nó luôn so sánh điểm gốc. Đấy, cái điểm thứ nhất có tọa độ là 50, 50 thì là luôn luôn so với gì? Cái gốc. Hệ tọa độ tuyệt đối là như gì? Là các bạn luôn luôn so sánh với điểm gốc ban đầu, điểm gốc đây. Tại cái điểm này thì x bằng 0, y bằng gì? Bằng 0. Và để thực hiện được thì có hai cái tham số. Tham số thứ nhất là tọa độ x so với gốc, và chúng ta ấn phẩy. Tiếp tục là tọa độ y so với gốc. Này, chúng ta đã hiểu khi chúng ta sử dụng các lệnh để cho vẽ chưa? Theo hệ tọa độ tuyệt đối đúng không? Bây giờ tôi sẽ xóa này đi. Thì bây giờ các bạn có thể vẽ hình tròn đúng không? C, Enter. Thứ nhất, tọa độ tâm của hình tròn này. Tâm hình tròn là kích thước là tọa độ thứ 50,50. Enter. Đúng không ạ?
vào đúng cái tọa độ gốc này 50 này. Đấy, các bạn có thể so sánh với chủ y đúng bằng x bằng 50 đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn thì nhập giá trị của đường kính là xong. Ví dụ nhập giá trị đường kính là 12, enter. Thế thì tôi có một đường tròn, tâm của nó nằm ở vị trí x bằng 50, y bằng 50. Để tôi kiểm tra DLI, các bạn thì kiểm tra tâm này 50, đấy là theo trục x, theo trục y này cũng bằng 50, 50 đúng không ạ? Đấy đấy là hệ tọa độ tuyệt gì, tuyệt đối, được chưa? Bây giờ tôi có thể thực hiện một đường tròn khác nhé. Thì các bạn dùng lệnh C enter này. Đấy, tôi nhập với tọa độ x bằng 50, x bằng 75 đi, 70 đi, y ra vẫn bằng 50. Đấy là tọa độ điểm thứ nhất là tâm này. Và tiếp theo này, tôi nhập giá trị của cái bán kính là 12. Đây các bạn thấy 12. Giờ tôi kiểm tra này. Kiểm tra tọa độ. Đấy, D L I enter. Từ theo phương x là 70 đúng không ạ? Phương x là 70 đúng không? Tiếp tục theo phương y của chúng ta là gì? Là 50. Để chúng ta sẽ có một cái đường tròn. Các bạn sẽ có một cái đường tròn đúng không? Tôi sẽ kiểm tra đường tròn này có phải là 24 không? Bán kính R 10 12 thì chúng ta sẽ có đường tròn là 24. Thì chúng ta đã hiểu về cách để chúng ta hiểu thế nào là tọa độ tuyệt đối chưa ạ? Được rồi. Thì chúng ta phải hiểu được phần này. Các bạn học viên học vẽ AutoCAD, chúng ta sử dụng cái kiến thức về hệ tọa độ tuyệt đối để chúng ta vẽ cái hình phía bên tay phải của các bạn đúng không ạ? Thế thì vừa rồi tôi đã nhắc lại các bạn này, hệ tọa độ là luôn so sánh với gốc tọa độ XOY, luôn luôn so sánh, và khi các bạn sử dụng thì luôn luôn có hai cái tham số tọa độ x và tọa độ y. Thì các bạn có thể vẽ hai cái hình tròn này trước này, hình tròn O1 và O2 có đường kính R18 và R16. Thì các bạn sử dụng lệnh thứ nhất C và dòng măng C enter, và chúng ta nhập tọa độ điểm thứ nhất này, x của ta bằng 36, 36, y chúng ta bằng 36, tọa độ tâm này. Bây giờ các bạn nhập cái bán kính 18, enter. Đó, chúng ta có đường tròn O1. Tương tự các bạn nhập C enter, chúng ta nhập tọa độ thứ hai là 84,20. Đó, y ra bằng 20, tọa độ tâm đường tròn thứ hai của chúng ta. Tiếp tục các bạn nhập cái bán kính chúng ta bằng 10 gì, 16, enter. Chúng ta có đường tròn tiếp theo bé hơn phía dưới. Tiếp tục bây giờ các bạn sử dụng lệnh line, chúng ta đi từ O đến A, thì các bạn dùng lệnh L enter. Nhất tại điểm O có tọa độ, tại điểm O có tọa độ là 0,0, enter. Điểm A có tọa độ là 120, x bằng 120, y chúng ta bằng 0, enter. Chúng ta có tọa độ điểm A đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta sẽ đến với điểm B. Điểm B có tọa độ là x là 120, phải chiều cao y chúng ta lên là 40 gì, 44, enter. Tiếp tục chúng ta đến với tọa độ điểm C. X của chúng ta thì các bạn lúc này chúng ta tính điểm C này, x chúng ta đây là gốc này, C sẽ bằng 32 cộng với 44, y chúng ta bằng 32 cộng với 44 ở phía dưới này thì bằng 76,76 đúng không, 76,76, enter. Chúng ta tọa độ điểm C. Tương tự từ C đến D thì chúng ta x sẽ bằng 23, y của chúng ta vẫn bằng 76, x của chúng ta bằng 32,76, enter. Tiếp tục chúng ta đến điểm E. Điểm E thì lúc này của chúng ta y sẽ bằng 0, x sẽ bằng 0, y của chúng ta lúc này đúng không, đến điểm E y của chúng ta sẽ bằng từ dưới lên là 44, x bằng 0, y bằng 44, enter. Và từ đây chúng ta đến điểm O, tại O x bằng 0, y bằng 0 đúng không ạ? Các bạn nhập là 0,0, enter. Đấy. Thì đây là các bạn sử dụng phương pháp hệ tọa độ tuyệt đối để chúng ta vẽ cái hình vẽ này đúng không ạ? Thì các bạn vừa thực hiện xong thì chúng ta đã sắp gần đến với màn bí mật của AutoCAD rồi đúng không? Đấy. Thì đây là các bạn sử dụng hệ trục tọa đối. Đây là các bạn sử dụng hệ trục tọa độ tuyệt đối để chúng ta vẽ bằng các lệnh ở dòng com nhé, com măng. Thế thì bây giờ chúng ta chuyển sang phần 3, đó là bí mật của AutoCAD. Màn AutoCAD này sẽ được hé lộ ở phần này. Thì các bạn, tôi xóa hình này đi. Thế thì chúng ta không sử dụng lệnh thì chúng ta làm thế nào? Đấy, thế thì bây giờ các bạn
Mở máy tính lên, chúng ta mở phần Notion đây. À, chúng ta vào Start này. À, chúng ta chọn Notepad này. Bạn kích vào Notepad này. Rồi. Chúng ta xuất hiện cái Notepad đây rồi, tôi để ra cái một cái góc. Rồi các bạn, tôi để cái Notepad ở cái góc này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần bí mật của AutoCAD, đúng không? Thì vừa rồi chúng ta sử dụng hệ tương đối này để các bạn vẽ, đấy là phần thứ hai thì các bạn đã vẽ được. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng hệ tương đối này để tôi sang phần lập trình. Đấy. Thì ở phần lập trình như sau. Thứ nhất, tôi sẽ lập trình để vẽ cái hình tròn O này. Đấy, O1 có R bằng 18. Thì các bạn ấn phím Shift này, chúng ta ấn dấu trừ. Đó. Chúng ta gọi lại vẽ hình tròn bằng lệnh C. Đầu tiên chúng ta ấn chấm sau đến C. Đây là các bạn gọi lại vẽ hình tròn, đúng không ạ? Sau đó các bạn ấn Enter xuống dưới này. Giờ các bạn nhập cái tọa độ của điểm O1. Tọa độ điểm O1 phải có kích thước là 3, có tọa độ 36,36, đúng không ạ? Đấy. O1. Đây là tọa độ điểm O1. Rồi, 36,36, đây là tọa độ điểm O1, đúng không ạ? Tiếp tục này. Bây giờ các bạn nhập giá trị R 18. Đấy, 18. Tôi sẽ giải thích luôn bên cạnh cho các bạn. Tôi copy này xuống để gọi cho nhanh. Đây là cái giá trị của chúng ta là R. Đấy, đúng không? Sẽ bằng 18. R bằng 18. Đây, tôi viết hẳn xuống 18 vào này để cho các bạn. R bằng 18, đúng không ạ? Thì vừa rồi thì các bạn sẽ thực hiện xong đấy. Cấu trúc chúng ta lập trình xong cái cấu trúc thứ nhất là cái tọa độ của điểm O1 và đường tròn R bằng 18 với lệnh vẽ đường tròn là C, đúng không ạ? Thì tương tự chúng ta sẽ lập trình cho O2, đúng không? Thì đầu tiên cấu trúc của lệnh cũng bằng lệnh C, chúng ta ấn Shift trừ này, chấm này, C là chúng ta gọi lệnh vẽ hình tròn này. Bây giờ chúng ta sẽ nhập tọa độ của điểm O2 thì các bạn nhìn thấy y của chúng ta bằng 20, x của chúng ta bằng 84, đúng không? Thì tọa độ của nó là 84,20. Đây là tọa độ của điểm O gì? O2. Tôi có cái giá trị này xuống. Đây là giá trị của O gì? O2. Và tiếp tục các bạn chỉ nhập giá trị R 10 gì? 16 vào. 16. Enter. Đây là cấu trúc của lệnh. Chúng ta vẽ hai cái hình tròn này, đúng không ạ? Đấy, hai cái hình tròn này. Đấy. Sau khi vẽ hai hình tròn xong, thế thì bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Sau khi vẽ được hai hình tròn thì chúng ta sẽ vẽ đoạn thẳng OA này thì bằng cấu trúc lệnh L, chúng ta ấn Shift này. Chấm này. L. Thứ nhất, tọa độ của điểm O là 0,0. Tiếp tục. Tọa độ của điểm A của chúng ta là x bằng là 120, y ra bằng 0, đúng không ạ? Thế thì cấu trúc của cái lệnh L này là chúng ta vẽ cho đoạn thẳng này O gì? OA. À, chúng ta vẽ cho đoạn thẳng OA. À, tương tự chúng ta lại vẽ L. À, cấu trúc Shift trừ L. L chấm L. Tiếp tục chúng ta vẽ cho đoạn thẳng A gì? AB. Đấy. Tôi cách ra cho các bạn nhìn. Khi vẽ cho đoạn thẳng AB thì tọa độ điểm A của chúng ta là 120,0. Đấy là tọa độ điểm A. Và tọa độ điểm B của chúng ta là 120,44, đúng không ạ? Đây tọa độ điểm B đây. X của chúng ta bằng 120, y bằng 44. Enter. Chúng ta đã xong đoạn thẳng AB. Và tiếp tục chúng ta sang đoạn thẳng BC thì các bạn ấn Shift trừ này, chấm này, L này, chúng ta sẽ mở ngoặc này. Đây là đoạn thẳng BC, chúng ta đóng ngoặc này, đúng không ạ? Thì bây giờ tọa độ điểm B trước của chúng ta là 120, các bạn giữ nguyên phải 44 tọa độ điểm B. Bây giờ chúng ta đến điểm C, tọa độ điểm C thì các bạn giật lại, đây là luôn luôn so sánh với gốc mà. Thì chúng ta lấy 44 cộng với 32 thì bằng 76. 44 cộng với 32 tọa độ y cũng bằng 76. Thì chúng ta lấy là 76,76. Đây là tọa độ điểm
Điểm B. Tương tự chúng ta shift.l, chúng ta sẽ mở ngoặc tọa độ của điểm C, D, đóng ngoặc, đúng không? Tiếp tục chúng ta nhập nguyên tọa độ điểm C là 76,76, enter. Bây giờ đến tọa độ điểm D thì của chúng ta x sẽ bằng 32 so với góc bằng 32, còn y của chúng ta vẫn bằng 76, 32,76, đúng không? Đấy là tọa độ của đoạn thẳng CD. Bây giờ chúng ta đến DE thì các bạn cũng shift trừ L, chúng ta cách ra một đoạn để đây, phần này phần tôi giải thích thôi. Thế các bạn chú ý đây là đoạn thẳng D gì, DE, chúng ta đóng ngoặc lại, đúng không? Thì các bạn nhập lại tọa độ của điểm D là 32,76. Bây giờ chúng ta xác định tọa độ điểm E. Điểm E của chúng ta có tọa độ y của chúng ta sẽ bằng 44, các bạn nhìn 44, và x của chúng ta bằng 0, đúng không ạ? X trước bằng 0, y bằng 44. Đây là tọa độ của điểm gì? DE. Giờ chúng ta đi xuống đến điểm O thì chúng ta, các bạn ấn dấu chấm đây nhé. Đấy. Tiếp tục chúng ta ấn shift trừ này, chấm này, L này. Sau đó chúng ta đến cái tọa độ điểm gì? E, O, chúng ta đóng ngoặc vào. Phần này tôi giải thích thôi, nhưng các bạn mở ngoặc vào thì phần lập trình chúng ta sẽ không thay đổi. Thì các bạn viết luôn nguyên tọa độ là 0,44, đây là tọa độ điểm E, và giá trị tọa điểm điểm O là x bằng 0, y bằng 0, bằng 0. Đó, đấy là xong. Vì phần lập trình thì chúng ta đã xong này. Thì ở khi các bạn lập trình xong, đấy, tôi kiểm tra lại, đây là R16 này. Đấy, các bạn kiểm tra cái quá trình lập trình có đúng chưa, đúng không? Thì sau khi chúng ta kiểm tra cái cấu trúc câu lệnh này đúng rồi thì các bạn, chúng ta sẽ vẽ cái hình này bằng cái cấu trúc của lệnh lập trình này. Các bạn sẽ copy, rồi chúng ta sẽ bôi đen, bôi đen hết cái phần chúng ta vừa lập trình xong này. Các bạn nhích phải chúng ta vào phần copy, đúng không? Sau đó chúng ta xuống cái dòng comment này, các bạn kích chuột phải chúng ta paste vào. Đó. Thì các bạn nhìn này, chúng ta đã có cái hình ảnh, đúng không? Các bạn ấn enter. Đấy, chúng ta đã có cái hình vẽ này. Đấy. Thế thì đây chính là cái phần bí mật về AutoCAD. Phần bí mật thứ nhất là các bạn sử dụng cái hệ trục tọa độ tuyệt đối để chúng ta lập trình, để chúng ta vẽ hình ảnh. Đấy. Vẽ cái hình khi chúng ta biết các tọa độ. Đấy. Đúng không ạ? Thì ở cuối video tôi sẽ để lại cái phần lập trình này cho các bạn. Các bạn copy về và chúng tôi paste vào phần AutoCAD của chúng ta. Chúng ta kiểm tra xem là cái hình vẽ có đúng như hình trong video tôi hướng dẫn không. Và các bạn có thể sử dụng cái phần lập trình theo hệ trục tọa độ tuyệt đối này để áp dụng với các bản vẽ khác mà chúng ta không cần phải dùng các lệnh vẽ trên màn hình, mà chúng ta sẽ lập trình ở trên và nó paste hoặc là trên Word cũng được. Các bạn copy sau đó chúng ta paste sang là chúng ta sẽ được, đúng không? Các bạn bôi đen này, chúng ta copy này, sau đó các bạn đến đây chúng ta ấn paste sang thì chúng ta sẽ được cái hình. Đấy, sau đó enter hai lần để chúng ta thoát lại, đúng không? Thì chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận các video bài giảng mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký để nhận các video bài giảng mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.